Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review sách của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp tục một trang sách của cuốn sách Dốc hết trái tim, cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê. Và cuốn sách này thì tập trung nói về tỷ phú Howard Schultz. Và trong video lần trước thì mình đã giới thiệu sơ qua một chút về tiểu sử của ông, về cái tuổi thơ của ông và về cách mà ông đã có mối nương duyên như nào để với Starbucks. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc một trang sách và chúng ta sẽ review nội dung một trang sách này, rồi chúng ta sẽ tìm ra một số cái chiến lược kinh doanh, rồi chúng ta sẽ có một số bài học, và cái quan trọng nhất đó chính là bài học chúng ta cần phải ứng dụng vào trong cái công việc của cuộc sống của mình. Phần cuối video mình sẽ nói lên một chút cảm nghĩ của mình về cái một trang sách này, và một cuốn sách này nó dày 480 trang, và vậy là chúng ta sẽ có 4 video, và một video sẽ là video tổng kết của cuốn sách này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của buổi review ngày nay nhé. Ok, nội dung của 100 trang sách này thì kể về đó chính là cái khi mà cái tác giả của cái ý tưởng của tác giả nó là chính là Howard Schultz đã muốn thành lập một công ty chuyên về pha chế cà phê theo phong cách của Italia, thì ông đã đi tìm gặp một số nhà đầu tư, và có một nhà đầu tư rất là hào hứng vấn đề đó với ý tưởng đó của ông, và ông đã viết một chi phí $100,000, nhưng đó chỉ là một phần thôi các bạn ạ. Còn trong những cái cuộc mà Howard Schultz đem những ý tưởng của mình đi mời chào nhà đầu tư, thì thực tế thì trong cả những lần đầu tư đó thì tác giả là Howard Schultz đã mời tới 242 lần và có tới 217 người từ chối. Tức là bạn thử tưởng tượng xem là nếu mà bạn buồn thế nào khi mà quá nhiều người từ chối ý tưởng của bạn. Và cái điều quan trọng là bạn cần phải giữ cái tinh thần của mình sau mỗi lần mà bạn bị từ chối. Bạn cần phải tin tưởng vào chính bản thân của mình và tin tưởng vào cái ý tưởng của mình. Và thực tế thì ngay bắt đầu khi đủ tiền, bởi vì là cái phần tiền cuối cùng đó là do tác giả đã có cơ hội là tìm gặp được một trong ba nhà đầu tư lớn nhất cả vùng Seattle lúc bấy giờ, đó là Heffman, và ông này đã quyết định đầu tư là $750,000, có nghĩa là vượt chỉ tiêu so với cái yêu cầu của tác giả. Nó huy động chỉ cần $1.25 triệu là có thể thành lập được công ty, và chính thức thì công ty đã được thành lập, và công ty lấy tên là Jolie, và cái công ty này thì chuyên về pha chế cà phê. Và cụ thể thì lúc này ông đã kêu gọi được một người là đồng nghiệp cũ của mình tại Starbucks, đó chính là Dave Olsen. Thì anh này là một trong những nhân viên mà được xem là người có cái ý niệm và cái khái niệm về cách thức pha chế cà phê tốt nhất của Starbucks mà tác giả từng gặp. Và thực tế thì hai người họ kết hợp với nhau là một cách cực kỳ tuyệt vời, bởi vì là tác giả thì có một cái sức mạnh của người hướng ngoại, thì ông có thể truyền tải tầm nhìn này, có thể lôi kéo những nhà đầu tư và huy động vốn và tìm cái cửa hàng, tìm bất động sản và thiết kế cửa hàng, xây dựng thương hiệu và hoạch định cho những cái kế hoạch tương lai. Nhưng còn Dave thì là một người có hiểu biết về cái kỹ thuật, chúng ta có thể nói như vậy, và ông hiểu cực kỳ rõ các công nghệ nội bộ của một cửa hàng pha chế cà phê. Đó chính là ông giải quyết một cách vận hành cả quán cà phê một cách tốt nhất này, tuyển dụng những lao động này và đào tạo những thợ pha chế cà phê đảm bảo chất lượng cà phê tốt nhất. Thì hai người họ kết hợp lại với nhau thì thực sự một cặp đôi cực kỳ ăn ý. Và thực tế thì cái chuỗi cửa hàng của John Lee, là chuỗi cửa hàng mà tác giả thành lập ra, nó đã phát triển rất là nhiều. Chỉ trong vòng có 2 năm là năm 1985 và đến năm 1987, doanh thu của mỗi cửa hàng đã đạt tới $500,000 trên một năm, trên một cửa hàng trên một năm. Thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Và đến đây thì vào những ngày cuối năm 1987 thì Starbucks đã muốn bán lại cái chuỗi cửa hàng của mình, và đây là một cái cơ hội hiếm có mà tác giả có thể quay trở lại với mối nhân duyên của mình với Starbucks. Và lúc này thì tác giả đã đi tìm gặp một người mà chúng ta khá là quen mặt và có thể mình đã review rất nhiều lần rồi, đó chính là Bill Gates. Và Bill Gates thì đã đồng ý hỗ trợ tác giả, hỗ trợ Howard Schultz để có thể mua lại được Starbucks. Và đó chính là kết thúc phần 1 của cuốn sách này, để chúng ta sẽ đến với phần 2. Nội dung phần 2 là chính là những cái cách mà tác giả đang phát triển Starbucks đến tận ngày nay. Cụ thể phần 2 là chính là cái tên có tên gọi là tài phát minh trải nghiệm cà phê và những năm kinh doanh theo hình thức công ty tư nhân 1987 đến năm 1999. Và điều đầu tiên mà tác giả khi mua lại được Starbucks thì ông đã đặt ra 3 điều đầu tiên trong cuộc họp với các nhân viên Starbucks. Đầu tiên đó chính là cần phải nói thật chân thành, thứ hai đặt mình vào hoàn cảnh của họ, và thứ ba là chia sẻ giấc mơ.
Và sau khi nói về những cái ý tưởng mà mình muốn trình bày với cả nhân viên Starbucks thì thực tế là tất cả Starbucks lúc đấy rồi còn gặp khá nhiều vấn đề sau khi những cái năm thua lỗ của họ, và cái nhiệm vụ của tác giả là cần phải cải tổ lại Starbucks và cho tìm lại giá trị cốt lõi của họ mà mấy năm nay họ đã bị lãng quên. Thêm vào đó thì họ cần phải đi những nước cờ táo bạo hơn, đó chính là kinh doanh mở thêm những cửa những nhà hàng Starbucks ở những địa điểm nó khó khăn, nó thực sự là một cái vị trí chiến lược. Ví dụ như là cái nước cờ đầu tiên của tác giả đó chính là họ đặt cửa hàng tại Chicago cách trụ sở Seattle tận 2.000 dặm, và đây là một cái nơi mà có thực sự là một trong những nơi rất là tiềm năng, bởi vì ở đây thì họ nhận ra rằng là có mùa đông lạnh này, có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để có thể kinh doanh Starbucks. Và những năm tiếp theo đó thì họ mở rộng đến California này, rồi đến Texas này, và đến đây thì tất cả nhận ra rằng là mục tiêu mà Starbucks cần phải hướng tới đó chính là mục tiêu là một một chốn thứ ba lý tưởng. Tức là có rất nhiều người dân Mỹ lúc bấy giờ thì họ cái cảm giác là cảm giác cộng đồng, họ quá thiếu cảm giác cộng đồng, bởi vì một số người khách thì bắt đầu tụ tập tại cửa hàng của Starbucks này, và họ thường hẹn bạn bè đến tổ chức cuộc họp, cuộc đối thoại tại ngay cái cửa hàng Starbucks. Và khi mà đã hiểu được cái nhu cầu này rồi thì Starbucks đã phản hồi bằng cách là họ xây dựng những cửa hàng lớn hơn, có nhiều bàn hơn và có nhiều không gian hơn. Mà một số cửa hàng thì họ sẵn sàng thuê cả một ban nhạc ra đến để chơi vào những dịp cuối tuần để thu hút khách. Thì đây là một cái chiến lược rất là hay. Sang đến nội dung của chương 9 thì chúng ta thấy rằng là cách Starbucks đối xử với nhân viên của mình rất là tốt. Ví dụ như trong cái trường hợp mình có thể ví dụ đó là cái khoảng thời gian vào những cái năm 1994, thì khoảng thời gian khoảng từ năm 1991 đến một năm 1994 thì cái tiền phúc lợi cho y tế thì rất là đắt đỏ, nhưng mà hầu hết các nhà điều hành thì họ hạn chế cái chi phí bảo hiểm của nhân viên, nhưng mà Starbucks thì đi đi theo hướng ngược lại, thì thay vì cắt giảm cái phúc lợi y tế thì họ tìm cách tăng chúng lên. Và tác giả thì coi rằng là cái kế hoạch của mình là một cái chính sách phúc lợi, tác giả không coi cái chính sách phúc lợi của mình là chính sách phúc lợi hào phóng, mà đây là một cái chiến lược cốt lõi mà tác giả đề ra, đó chính là đối xử với nhân viên như người trong gia đình và họ sẽ trung thành và dốc hết sức cho mình. Và thực tế là chứng minh rằng nhân sự của Starbucks toàn đến 90% là những người rất là trung thành với Starbucks. Và nội dung của chương số 10 thì đề cao đến vấn đề đó chính là một số những cái nền tảng mà Starbucks đang cố gắng xây dựng lên. Và cụ thể thì các bạn này đã đọc với cuốn sách này và để có thể hiểu hiểu rõ hơn về nội dung và cách mà Starbucks đang xây dựng cái nền tảng mà có thể giúp cho nhân viên của mình nó trở nên phát triển như thế nào. Thì đó là một số nội dung chính về nội dung của một trang sách. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số chiến lược. Chiến lược đầu tiên mình nhận thấy như mình vừa nói là chính là chiến lược đãi ngộ. Chiến lược đãi ngộ của Starbucks rất là tốt, ngoài cái chính sách phúc lợi mà mình vừa nói này, Starbucks còn có thể có thêm cả chính sách và chính là cổ phiếu ESOP các bạn ạ. Cổ phiếu ESOP có nghĩa là những khoản mà nhân viên được quyền ưu đãi mua khi trước khi công ty IPO, và nó có giá trị rất là cao khi công ty đã IPO. Có rất nhiều người đã mua được nhà, được xe sau khi là tham gia cổ phiếu ESOP của Starbucks. Cái chiến lược thứ hai đó chính là chiến lược về mức tiền khóa. Mức tiền khóa ở đây chính là cái lượng tiền tối thiểu mà doanh nhân phải huy động để có thể sử dụng cam kết tiền mặt ban đầu. Ở đây chính là cụ thể là cái công ty Johnny ban đầu của tác giả cần phải huy động tối thiểu là 1,25 triệu đô thì mới có thể sử dụng được 90% cái số tiền đó, sử dụng 80% cái số tiền mức tiền khóa đó là dưới khoảng 900.000 đô. Cái chiến lược thứ hai, chiến lược thứ ba mình tìm thấy đó chiến lược chung mục tiêu. Tức là khi bắt tay với đối tác thì bạn cần phải bắt tay với đối tác hoặc lựa chọn nhân viên thì bạn phải đảm bảo rằng là những cái đối tác của mình thì họ phải là những người mà cùng chia sẻ đam mê và cùng quyết tâm đến một cái mục tiêu chung của cả người và mục tiêu của bạn. Thì đó là ba cái chiến lược mình đã tìm ra. Còn năm bài học mình nhận ra được ở đây đó chính là bài học đầu tiên, đó chính là tinh thần tích cực. Tinh thần tích cực, mỗi lần khi mà tác giả bị từ chối thì ông không bao giờ nản lòng, ông luôn vững tin vào bản thân của mình. Và bài học số 2 là bài học về đãi ngộ nhân sự như mình vừa nói ở trên. Bài học số 3 là bài học về cách chịu đựng áp lực. Bài học số 4 là bài học giá trị sứ mệnh của công ty. Bài học số 5 là bài học về tầm quan trọng của thương hiệu. Thì trên đây là phần review của mình về nội dung của một trang sách tiếp theo của sách Dốc hết trái tim, cách Starbucks biến xây dựng công ty bằng từng tách cà phê. Cảm ơn các bạn lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.